shop Sơn La Ban hôm nay thì có về một dàn xe vừa về xong, cập bến mấy chục cái xe luôn, có đủ các loại mọi người nhé, xe thể thao rồi xe gấp này, bên này rất là nhiều xe. Bác nào mà cần nhu cầu xe đạp tập thể dục hay đi đi chơi thì liên hệ shop. Có cả xe em này là xe chợ điện, em này rất là mới luôn, xe chợ điện thì có 3 màu, vừa về có phần ở trong nhà nữa thì ngày mai sẽ chụp ảnh chi tiết cho mọi người. Hiện tại các xe này thì đang ở cơ sở số 8 chợ đồ cũ Vạn Phúc ấy ạ. Mọi người chợ đồ cổ Vạn Phúc. Mọi người mà có nhu cầu thì chạy qua xem, không thì sẽ chụp ảnh chi tiết cho mọi người.